Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Elsa Scarlet trong Fairy Tail cho các bạn xem nha. Mong các bạn lưu ý một chút là video của mình chỉ mang tính chất giải trí là nhiều, chứ không phải là video hướng dẫn các bạn vẽ đâu. Mà với cả mình cũng chưa vẽ đẹp đến cái level có thể hướng dẫn các bạn học vẽ được đâu. Nói đâu xa, ngay cả bản thân mình lúc vẽ còn sai lên sai xuống nữa là ha ha. Mục đích chính của video là để giúp các bạn giải trí và hy vọng các bạn sẽ xem thật thoải mái mà vui vẻ. Và cũng qua video, mình hy vọng sẽ phần nào đó giúp các bạn đang học vẽ giống mình có thêm một chút động lực để tiếp tục cùng nhau kiên trì mỗi ngày. Và cuối cùng, năm cũ đã qua, năm mới đến rồi, mình xin chúc các bạn một năm mới bình an. Chúc cho công việc và học tập của các bạn đều thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công hơn năm cũ nhé. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Go through.
chút xíu nữa là xong rồi đó các bạn, mình chỉ cần trang điểm một số chỗ nữa là ok ngay đó mà. Tranh thủ đến lúc đó thì... Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.